Tế bào chết là gì? Tại sao phải tẩy tế bào chết? Tẩy tế bào chết ở da như thế nào cho hiệu quả và nên làm bao nhiêu lần một tuần thì phù hợp? Cũng như có bao nhiêu cách tẩy tế bào chết bằng phương pháp tự nhiên, an toàn? Thì tất cả những băn khoăn của các chị em sẽ được Hoa Beauty chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay nhé! Tẩy tế bào chết hay chúng ta còn thường gọi là tẩy da chết thì đây là phương pháp làm sạch và loại bỏ một lớp tế bào trên bề mặt da. Tẩy da chết trên cơ thể được chia thành nhiều phần khác nhau và mỗi phần thì sẽ có phương pháp cũng như nguyên liệu phù hợp. Nhiều chị em thì băn khoăn là có nên tẩy tế bào chết cho môi hay không? Câu trả lời là có, và việc tẩy tế bào chết cho môi là cách giúp cải thiện tình trạng thâm sỉn màu cũng như làm cho da vùng môi trở nên đẹp và khỏe hơn. Chị em hãy cùng tham khảo và chọn cho mình một công thức tự nhiên để tẩy da chết cho môi phù hợp ở dưới đây nhé. Cách thứ nhất, chúng ta có thể dùng hỗn hợp đường, mật ong, nước chanh hoặc là dầu ô liu. Thì tế bào da môi thâm sỉn sẽ dễ dàng được tẩy với công thức từ đường, mật ong, dầu ô liu và nước chanh. Bởi trong chanh thì có chứa hàm lượng axit tự nhiên cao, giúp làm sạch tế bào chết, tế bào già cỗi, vi khuẩn, bụi bẩn, chất độc hại và lớp sừng trên bề mặt da. Còn các dưỡng chất, vitamin trong công thức trên thì sẽ giúp làm dịu, dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da, giúp cho da của chúng ta hạn chế được quá trình oxy hóa để luôn luôn tươi tắn và mềm mại. Đầu tiên để thực hiện thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê mật ong, 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh tươi hoặc là dầu ô liu. Về cách làm thì đầu tiên chị em hãy trộn đều hỗn hợp trên cho thật là nhuyễn, sau đó thì thoa đều hỗn hợp lên môi, để trên môi khoảng 5 phút để cho môi mềm ra. Sau đó thì dùng tay thoa nhẹ nhàng để lấy đi các mảng bong chóc. Rồi cuối cùng là rửa lại bằng nước ấm. Với phương pháp này thì chúng ta nên áp dụng 3 lần một tuần để có được đôi môi sáng và đều màu. Cách thứ hai chúng ta có thể áp dụng để tẩy tế bào chết ở môi đó là sử dụng hỗn hợp đường, muối và Vaseline. Vaseline là một sản phẩm chăm sóc da của Unilever. Nó có tác dụng làm sạch và dưỡng da. Khi kết hợp với muối và đường thì Vaseline sẽ tăng cường khả năng tẩy tế bào chết trên da. Về cách thực hiện thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu là 1/2 thìa cà phê đường, 1/2 thìa cà phê muối và một chút Vaseline. Về cách làm thì hãy trộn đều nguyên liệu trên thành một dạng mịn, sau đó thì thoa lên môi và để trong vòng khoảng 3 phút, kết hợp với việc massage nhẹ nhàng để lớp da khô bong tróc hết. Sau đó thì rửa lại bằng nước sạch. Chị em lưu ý đó là sau khi tẩy da chết cho môi bằng cách trên thì chúng ta có thể thoa Vaseline để dưỡng môi, giúp cho làn da môi được chăm sóc tốt nhất, duy trì độ ẩm liên tục và hạn chế tác động của môi trường xung quanh. Tiếp theo là đối với việc tẩy tế bào da chết ở mặt. Đối với da mặt thì chị em có thể áp dụng rất là nhiều cách. Đầu tiên phải kể tới đó là việc sử dụng đường nâu và sữa tươi. Thì trong đường nâu chứa rất là nhiều khoáng chất như là canxi, magie, kali và sắt. Đây là những thành phần có tính kiềm cao, rất là phù hợp trong việc chăm sóc da và cân bằng độ pH. Cùng với đó thì sữa tươi lại rất là giàu vitamin và khoáng chất, được dùng để nuôi dưỡng và cung cấp ẩm cho da. Với kích thước hạt lớn thì khi cọ sát bằng đường nâu, sữa tươi sẽ giúp loại bỏ các hạt bụi bẩn, lớp sừng và tế bào chết trên da mặt nhanh chóng. Để thực hiện thì đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu là 2 muỗng đường nâu và 50ml sữa tươi. Về cách làm thì cũng cho hỗn hợp vào chén sạch và trộn đều. Sau đó thì làm sạch da mặt, rồi thoa hỗn hợp lên da, kết hợp với massage nhẹ nhàng trong khoảng 3 phút. Cuối cùng là rửa lại mặt bằng nước sạch. Chị em chú ý đó là với phương pháp tẩy da chết ở mặt này thì chúng ta chỉ nên thực hiện một lần một tuần để tránh làm tổn thương da. Ngoài ra thì chị em có thể sử dụng muối tinh. Thì muối tinh vốn được xem là phương pháp dân gian tẩy tế bào chết đơn giản tại nhà. Hoa Beauty sẽ cung cấp thông tin về 6 cách tẩy tế bào da chết trên mặt với muối tinh. Chị em có thể lựa chọn cho mình cách phù hợp nhất. Đầu tiên là công thức 1, đó là dùng muối bọt, dầu ô liu và dầu bưởi trộn theo tỷ lệ 3:1:1, ứng với 1 thìa dầu là 3 thìa muối. Công thức trộn thứ 2, đó là trộn nước cốt chanh và muối tinh khiết theo tỷ lệ 2 thìa nước cốt chanh, 3 thìa muối. Công thức thứ 3, đó là trộn sữa chua và muối hạt với tỷ lệ 3 thìa sữa chua không đường và 1 thìa muối hạt. Công thức thứ 4, kết hợp giữa trứng gà và muối tinh với tỷ lệ 1 thìa lòng trắng trứng và 2 thìa muối. Công thức thứ 5 thì công thức tẩy tế bào chết cho da mụn theo tỷ lệ 1/2 chén muối hạt to và 1/4 quả chanh cùng với 1/4 thìa dầu hạnh nhân. Và công thức cuối cùng, công thức thứ 6, sử dụng 2 miếng vỏ bưởi chùm, 3 lá xô thơm, 2 muỗng muối biển kết hợp với 1 thìa dầu ô liu.
Công thức này thì phù hợp cho da khô, da thường và có thể áp dụng cho cả cơ thể. Tùy thuộc vào loại da cũng như là nhu cầu mà chị em chọn cho mình công thức phù hợp để massage cho da mặt. Và mỗi lần thực hiện massage chỉ cần 5 phút, chúng ta có thể dễ dàng tẩy sạch tế bào chết trên da của mình rồi. Bên cạnh đó thì chị em cũng cần lưu ý, đó là phương pháp tẩy da chết kết hợp với muối tinh thì chỉ nên được thực hiện nhiều nhất 2 lần một tuần để tránh làm cho da bị tổn thương. Ngoài ra thì chị em có thể sử dụng công thức kết hợp giữa đường trắng và mật ong để tẩy tế bào da chết ở trên mặt. Mật ong thì vốn được coi như là chất kháng sinh và dưỡng da tự nhiên tuyệt vời nhất. Mật ong giúp làm sạch da, chữa lành vết thương và nuôi dưỡng da mềm mại. Khi mà được kết hợp cùng với đường trắng thì hỗn hợp này sẽ giúp cho làn da sạch bụi bẩn và kích thích sự phát triển của tế bào. Về cách thực hiện thì rất là đơn giản. Đầu tiên chị em hãy hòa tan 2 thìa đường trắng cùng với 3 thìa mật ong. Sau đó thì thoa đều hỗn hợp lên mặt, đặc biệt là chú ý massage vào những vùng da dễ tích tụ da chết như là kẽ mũi, cằm hay là trán. Và cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước sạch và cảm nhận làn da sạch bóng cũng như là mềm mại của mình. Tiếp theo là tẩy tế bào da chết cho toàn thân. Thì việc tẩy tế bào da chết toàn thân cũng rất là đơn giản thôi. Chị em có thể kết hợp một số nguyên liệu dưới đây để tạo thành một loại hỗn hợp tẩy tế bào da chết toàn thân hiệu quả. Đầu tiên, đó là tẩy tế bào da chết tại nhà với chanh. Thì chanh vốn đem đến công dụng tuyệt vời trong chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Bởi vì nó có chứa axit nên có tác dụng tẩy tế bào chết và làm sạch da mặt cũng như là toàn thân. Hơn nữa thì đây lại là một nguyên liệu khá là dễ tìm kiếm. Có rất là nhiều công thức kết hợp giữa chanh và các nguyên liệu khác để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết tại nhà hoàn hảo. Chị em có thể tham khảo các cách sau. Công thức đầu tiên, chúng ta có thể tẩy tế bào da chết bằng chanh kết hợp với phèn chua. Thì nguyên liệu cần chuẩn bị là 1/2 quả chanh và 1 thìa phèn chua. Về cách thực hiện thì bạn đem vắt một nửa quả chanh cùng với một chút phèn chua và đợi đến khi phèn tan hết, sử dụng bông gòn để thấm nhẹ dung dịch lên vùng da cần tẩy. Đợi trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm. Công thức thứ hai, chúng ta có thể tẩy tế bào chết tại nhà bằng chanh kết hợp với muối. Nếu như chanh thì có thể tẩy các tế bào da chết trên da mặt và toàn thân, thì các hạt muối biển tinh sẽ len vào từng lỗ chân lông và giúp tẩy tế bào chết hiệu quả hơn. Ngoài ra còn giúp cho các lỗ chân lông trở nên thông thoáng, giảm bã nhờn và loại sạch bụi bẩn, hạn chế tối đa mức độ lan rộng của mụn trứng cá. Để thực hiện thì chúng ta cần chuẩn bị 1/2 quả chanh và 2 thìa cà phê muối tinh. Sau đó thì đem trộn nguyên liệu trên với nhau, thoa lên mặt hoặc là các vùng da cần tẩy, massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút rồi sau đó rửa sạch lại với nước. Công thức thứ 3 cũng rất là đơn giản, chúng ta có thể tẩy tế bào da chết bằng chanh kết hợp với lòng trắng trứng gà. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là một quả trứng gà và một vài giọt nước cốt chanh. Cách thực hiện đó là đem trộn đều nguyên liệu trên, sau đó thoa lên mặt và giữ nguyên trong vòng 20 phút, đợi đến khi hỗn hợp bắt đầu khô trên da, rồi sẽ tiến hành rửa sạch lại bằng nước ấm. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tẩy da chết bằng muối kết hợp với chanh và sữa chua. Nguyên liệu cần chuẩn bị là 1/4 chén muối tinh, 1/2 quả chanh vắt lấy nước và một hộp sữa chua không đường. Khi thực hiện thì chúng ta sẽ đem thoa hỗn hợp lên da mặt hoặc là toàn thân và massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút rồi rửa sạch lại bằng nước lạnh. Phương pháp này thì rất là dễ thực hiện tại nhà, nó không những giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả mà còn giữ ẩm, tái tạo da và mang lại cho chị em làn da mịn màng, trắng sáng mà không cần phải mất công di chuyển đến spa. Đối với việc tẩy tế bào da chết toàn thân thì chị em còn có thể tham khảo thêm cách tẩy tế bào da chết cho body bằng cám gạo kết hợp với sữa chua. Cám gạo và sữa chua thì không những giúp cho bạn tẩy tế bào chết hiệu quả, loại bỏ bã nhờn mà còn giúp cho làn da xỉn màu trên mặt và toàn thân trở nên mịn màng, sáng, trắng và khỏe khoắn. Để thực hiện thì chị em cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 1/2 bát cặn cám gạo đã lắng và 2-3 thìa sữa chua. Khi thực hiện thì trộn đều hỗn hợp trên thành một hợp chất sệt sệt rồi đắp lên da mặt, chà nhẹ trong 10 phút. Để lượng vitamin và khoáng chất dồi dào có chứa trong cám gạo cũng như là sữa tươi giúp chúng ta tẩy sạch các tế bào chết cứng đầu, cuối cùng sẽ mang đến cho chúng ta một làn da mịn màng, hồng hào, tràn trề sức sống. Và cuối cùng, chúng ta còn có thể tẩy tế bào da chết cho body bằng bã cà phê và dầu dừa. Thay vì bỏ đi bã cà phê thừa sau khi chế biến, thì chúng ta có thể tận dụng để chế biến một loại mỹ phẩm rất là tuyệt vời để giúp tẩy tế bào da chết hiệu quả. Trong bã cà phê thì có chứa nhiều chất chống oxy hóa và khoáng chất có tác dụng làm đẹp da và thanh tẩy làn da.
Để thực hiện theo phương pháp này thì chúng ta cần chuẩn bị nguyên liệu là 100g bã cà phê đã qua sử dụng và 1/2 thìa dầu dừa. Sau đó thì sử dụng bã cà phê trộn đều cùng với dầu dừa, đem trà sát lên da mặt và toàn thân trong vòng 15 phút, sau đó thì rửa sạch lại với nước. Với phương pháp này thì chị em nên áp dụng một lần một tuần. Và cuối cùng là một số lưu ý khi tẩy tế bào chết cho da mụn. Đối với làn da mụn thì chúng ta không thể tự ý thực hiện cũng như là chọn những nguyên liệu có sẵn tại nhà. Da mụn thì khá là nhạy cảm và rất là dễ tổn thương. Do đó để đảm bảo hiệu quả khi tẩy tế bào chết cho da mụn thì bạn cần chọn sản phẩm chuyên dùng cho da mụn hoặc là đến spa, thẩm mỹ viện hay các trung tâm chăm sóc sắc đẹp để được thực hiện việc này. Và như vậy thì video vừa rồi, Hi Beauty đã chia sẻ cho các chị em các cách tẩy tế bào chết an toàn và hiệu quả cho da. Video thì được tổng hợp từ những nguồn uy tín, mong rằng sẽ giúp ích cho chị em khi làm đẹp tại nhà. Nếu như chị em nào còn cần tư vấn cụ thể hoặc là chuyên sâu thì có thể để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline Zalo 0985 229900 hoặc là truy cập vào website hoabeauty.vn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hãy ấn like và chia sẻ ở mỗi video, cũng như đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho Hi Beauty nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.